dòng của led bằng 0,35 ampe. Muốn tìm R, cái mạch của mình là bóng đèn ba vôn, đây mình cấp 3 vôn, thì bây giờ á đèn là 3 vôn, thì bây giờ mình bỏ cái con R này nè, B là bằng U nè, nhân cho Y 3 vôn nhân cho dòng này là B bằng 3 vôn nhân cho 0,35. Quậy CB B ra bằng 1 W, à, 1 mấy W đó, nhưng mà mình để 1 W thôi, để làm tròn 1 W. Nếu mà điện ở đây là 3 V, còn nếu mà điện ở đây là 9 V thì các bạn phải mắc như thế nào? Phải qua một con điện trở 9 V, phải con điện trở. Con điện trở này là bao nhiêu? Thì R bằng U chia cho Y. Tìm con R này nè, thì con R bằng U là lấy 9 trừ cho 3 V. Con led này xài bao nhiêu V? 3 V. 9 trừ cho 3 V bằng 6 V. 6 V mà chia cho Y là 0,35, thì con điện trở này là ra số con điện trở này là bao nhiêu? Lấy máy tính tính, các bạn tính không được đâu. 6 chia 0,35 bằng 17 mấy ohm, mình làm tròn là 17 ohm. Vậy con R này là bằng 17 ohm. 17 ohm. Vậy các bạn gắn con điện trở 17 ohm cho con này watt, thì con điện trở này nó nhỏ thì nó sẽ cháy lên, bốc cháy. Thì bây giờ mình tính công suất cho con điện trở này bằng công thức như sau: B bằng U nhân Y, hay B bằng R bình R nhân cho Y bình phương, để gấp đôi công suất lên cho chịu đựng tốt hơn. R này mình có chưa? R này mình có rồi, là 17 ohm. Thì mình nhân cho Y bình phương. Mình nhân Y bình phương trước nè. Y bình phương là nhiêu? 0,35. 0,35 nhân cho 0,35 bằng 0,112. Nhân cho R là nhân cho 17 bằng con điện trở. Con điện trở này có 2 W, 2 mấy W, mà làm tròn là 2 W, bằng 2 W. Con điện trở 17 ohm 2 W, nhớ nha các bạn, để không thôi con điện trở này nó sẽ cháy sáng lên, nó sẽ cháy đen thui. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn gắn 19 V, thì chúng ta gắn điện trở là 17 ohm và 12 W. Rồi tiếp tục, nếu chúng ta gắn con điện trở, nếu chúng ta xài điện bình ắc quy 12 V, 12 V, thì tìm giá trị con điện trở này là bao nhiêu đây? 12 V. Giờ lấy công thức là R bằng U chia cho Y, suy ra R này nè, đèn led này mình đã biết xài 3 V rồi, và dòng 0,35 ampe rồi. Thì bây giờ R này bằng cái gì? 12 trừ cho 3 là bằng 9, chia cho 0,35. Vậy là sinh ra R bằng, mình nhân vô, máy tính mình nhân vô, 9 chia cho 0,35 bằng 25,7 ohm. Mình cho nó là 26 ohm nha, 26 ohm. Trên thực tế thì mình sẽ không có con điện trở 26 ohm, mình gắn 27 ohm. 27 ohm
Thì để công suất của con điện trở này nè, 27 ohm nè. Vì công suất của con điện trở này bao nhiêu watt, mình phải tìm bao nhiêu watt, thì bằng cái công thức là B bằng gì? U nhân Y. Mà mình để cho nó gấp đôi lên á thì cho nó an toàn á, thì mình bằng là R nhân cho Y bình phương. Rồi B bằng nè, mình nhân nè, R bằng mấy? Bằng 27 nhân cho Y bình phương là nhiêu? 0,35. Rồi bằng bao nhiêu? Lấy máy tính ra. 0,35 nhân cho 0,35 nhân cho 27 bằng công suất là 3,3 W. Nhớ không các bạn? 3,3 W. Thì mình gắn cái con 3,3 W trở lên. 3,3. Nếu mà mình có điều kiện thì mình gắn con 5W là an toàn. Như vậy thì con này là 5W hoặc là 3,3 W. Thì đèn của chúng ta sáng ổn định nha. Ổn định. Và đây là cái đèn, đèn LED. Mà các bạn muốn có được nó, muốn có được nó và muốn chế được nó, thì các bạn hãy lên trên Shopee, hãy tìm thầy mò, thầy mò, và ra shop của thầy mò các bạn mua cái bóng đèn này ha. Một cái bóng đèn này thì giá chưa tới 10.000, nhưng mà nó rất là sáng cực kỳ. Và các bạn về tự làm cho mình một cái bộ đèn này nha. Nè các bạn thấy không, sáng cực kỳ chưa? Thấy chưa? Quá quá tuyệt vời đúng chưa? Như vậy thì đèn này mình có thể chế vô đâu được các bạn? Chế vô xe được nha. Chế vô xe được và chế vô trong cái tủ được. Và chế cái bàn đèn bàn học được. Bạn chế đầy đủ ánh sáng để cho các bạn học luôn nè. Để cái cuốn tập đây là các bạn thấy được nè. Thấy chưa? Chổi lò luôn. Như vậy thì bạn, ánh sáng này là ánh sáng 6.500K. Ánh sáng này ánh sáng rất là trung thực nha các bạn. Trung thực. Nó tương đương với ánh sáng nắng, ánh nắng á. Đó. Thì cái ánh nắng của mình là cái độ lút nó khoảng cỡ 6.500K chứ. Rồi, như vậy thì các bạn muốn mua một cái này thì các bạn bấm lên nha. Rồi, nó hình như mấy ngàn cũng quên tiêu rồi. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Mở đèn lên. Nó cũng hơi ấm ấm nha các bạn. Mình muốn cho miếng tản nhiệt hoặc là mình bắt thêm một miếng nhôm nữa thì càng tốt hơn. Nếu các bạn bắt thêm một miếng nhôm đây nữa là coi như là tuyệt vời, ông mặt trời. Bắt miếng nhôm này nữa, lấy con vít vặn xuống đây. Nhớ vặn một bên thôi nha các bạn, đừng có vặn chính giữa, nó sẽ chạm mạch.